Rất vui được lại các bạn trên kênh Cbiz 24h. Và hôm nay, dưới showbiz Hoa ngữ có thông tin gì đáng hot mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Tối ngày 26 tháng 5, trên Weibo xuất hiện bài đăng tiết lộ trên cánh tay của Dương Mịch có nhiều vết sẹo gần kề nhau. Hình ảnh các vết sẹo như bị lấy dao cứa lên cánh tay khiến nhiều người đặt ra nghi vấn nàng Tiểu Hoa có xu hướng tự làm đau chính mình. Nói về một trong những nữ minh tinh mạnh mẽ nhất, không thể không kể đến Dương Mịch. Từ khi tham gia giới giải trí đến nay, Dương Mịch trải qua những khó khăn, đối mặt với những lời gièm pha, tin đồn thất thiệt. Có một khoảng thời gian dài, nữ diễn viên bị bạo lực mạng, hứng chịu lời mắng chửi, chỉ trích của cư dân mạng vì tin tức thật giả bất phân trên truyền thông. Một chủ đề nóng đang được truyền thông và netizen xứ Trung quan tâm và lo lắng ở thời điểm này chính là việc dấy lên nghi vấn Dương Mịch từng ngược đãi bản thân bằng cách rạch cổ tay và để lại sẹo. Những tấm hình từ năm 2015 của Dương Mịch bất ngờ bị đào lại và gây tranh cãi. Tối ngày 26 tháng 5, trên Weibo xuất hiện bài đăng vạch trần trên cánh tay Dương Mịch có nhiều vết sẹo gần kề nhau, hình dáng như một vật nhọn cứa lên tay để lại. Người này đặt ra nghi vấn rằng nàng Tiểu Hoa có xu hướng tự làm đau chính mình như lấy dao cứa lên cánh tay. Chuyện này fan hâm mộ cũng từng biết qua, ngay lập tức đứng ra giải thích cho thần tượng. Có thể họ không muốn người ngoài dựa vào chuyện này để tung tin thất thiệt về thần tượng. Theo như lời giải thích của fan Dương Mịch, họ cho biết đây là vết sẹo khi Dương Mịch quay phim Nghịch Thời Cứu Viện bị chấn thương để lại. Hy vọng mọi người không nên suy diễn gì thêm. Tuy nhiên, có người vạch trần bằng chứng, chứng minh lời giải thích của fan là không hợp lý. Nghịch Thời Cứu Viện bắt đầu bấm máy vào tháng 12 năm 2015, trong khi vào tháng 5 năm 2015, Dương Mịch tham gia sự kiện đã để lộ những vết sẹo này. Hơn thế nữa, nguồn tin cho biết những vết sẹo trên cánh tay nữ diễn viên giống như vết dao đã tồn tại từ năm 2011. Có ý kiến thắc mắc, nếu như muốn tự sát thì vết thương phải xuất hiện ở cổ tay ngay động mạch chủ, chứ không thể trên cánh tay như Dương Mịch. Người đăng bài vạch trần những vết sẹo này của Dương Mịch đã lên tiếng phân trần. Thời điểm năm xưa, nội tâm của Dương Mịch rất đau khổ, nhưng cô ấy cũng không muốn tự tử, thế nên chọn cách làm đau thể xác để vơi đi nỗi đau tinh thần. Đồng thời vết sẹo rất giống vết dao hoặc là vật nhọn cứa vào tay, để lại, nên rất có khả năng người này phân tích là sự thật. Trang QQ nhận định, từng có thời gian Dương Mịch yếu đuối, nội tâm rất đau khổ, nhưng cô ấy cũng không muốn tự tử, thế nên chọn cách làm đau thể xác để vơi đi nỗi đau tinh thần. Quay lại năm 2011, thời điểm này Dương Mịch cực hot nhờ bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc, tên tuổi lên như diều gặp gió, lại nổi tiếng quá nhanh, tính cách lại có phần gai góc. Chính vì vậy, Dương Mịch bị netizen công kích vì nghi vấn thẩm mỹ, tin đồn tình ái, EQ thấp, thậm chí còn có netizen đòi cô phải rời khỏi showbiz. Phải chăng đó là lý do người đẹp cảm thấy đau khổ, bị tổn thương và có những hành động ngược đãi bản thân? Hiện tại, Dương Mịch vẫn không hề lên tiếng giải thích về những vết sẹo trên cánh tay của mình, mặc cho bao đồn đoán về nguyên nhân cũng như tại sao lại có những vết sẹo đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của sao Hoa ngữ đến từ Cbiz 24h các bạn nhé.